बुद्धं शरणं गच्छामि। Nay mình tiếp cái bài 4.2. Mình tiếp cái bài 4.2. Thì bữa trước Khánh có gửi cho cô Hảo in cho mọi người cái tập tài liệu bằng tiếng Anh đó. Cái cô Hảo phát cho mọi người chưa? Thì cái tập tài liệu này của ngài Tỳ kheo Anadajoti ha. Ngài có cái trang riêng, mọi người cũng thể lên cái trang của ngài á. Là cái trang Ancient Buddhist Text á, mọi người có thể lên đó, tất nhiên nó hoàn toàn bằng tiếng Anh hết. Thì mọi người có thể lên đó tìm hiểu, đọc thêm, có rất là nhiều cái tài liệu trên đó, rất là hay. Có rất nhiều cái tài liệu Pali do ngày dịch ra tiếng Anh, ngày cứ dịch theo cái kiểu này nè. Như trong đây mọi người thấy, tức là trên là câu Pali, thì dưới là câu dịch tiếng Anh, đó. Nó sẽ hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều để tham khảo những cái bản dịch ha, để khi mà mình dịch từ Bali sang Việt đó, mình có một cái đối chiếu nó sẽ dễ dàng hơn. Thì ở trong đây ngài tóm lại những cái rất là cơ bản thôi, nó không sâu được đâu, nhưng mà nó được cái là nó rất là tổng quan và rất là cơ bản. Nó có đầy đủ, gần như đầy đủ những cái biến cách mà cơ bản thôi, chứ còn sâu tất nhiên nó không có, nhưng mà cái cơ bản nhất gần như nó đầy đủ hết. Nên mọi người hãy lấy ra tra nhanh, mình tra nhanh khi mà mình dịch hoặc là mình học trên lớp thì mình sử dụng cái này nó cũng rất là tốt. Rồi về cái ngữ pháp bài hôm nay ha, mình sẽ có ba cái điểm ngữ pháp chủ yếu trước khi mà mình đi vào mình đọc cái đoạn kinh. Thứ nhất là về cái danh từ go tức là con bò. Thì cái danh từ này trong Pali nó hơi đặc biệt, là nó bất quy tắc. Nó gần như là rất là bất quy tắc, nhưng cái bản biến cách của nó là cũng khác rất là nhiều ha. Nó khác nhiều lắm chứ không phải là khác một vài điểm, cho nên thành ra người ta mới tách riêng nó thành một cái điểm ngữ pháp là vậy. Thì như đây mọi người thấy ha, suất của nó là go nè. Cái số nhiều của nó thì là gavo hoặc là giá vô, tức là vừa có âm a dài ở đây ha, và vừa có âm a ngắn luôn ha, giá vô ha, gọi là giá vô. Trực bổ cách của nó là ga quăng ha, ga quăng cũng có âm a dài đây, rồi lại có ga quăng âm a ngắn ở đây, rồi lại có ga quung nữa. Cực kỳ bất quy tắc đúng không? Không theo một cái gì hết ha, cực kỳ không có theo một cái gì hết. Rồi sở hữu cách với dáng bộ cách ha, thì có vẻ là tương đối giống mình là ga qua xá ha, là ga qua xá. Đó, vừa âm hay dài vừa âm hay ngắn luôn, rất là đặc biệt ha. Tới số nhiều thì lại bắt đầu là bất quy tắc, rồi lại là ga quăng ha, tức là lúc này trực sở hữu cách với sở dán bộ cách số nhiều á, lại giống, lại có một cái giống với lại trực bộ cách số ít, là cực kỳ khác lạ luôn. Đây là ga quăng, rồi lại có gun năng nữa, rồi go năng. Thật ra cái danh từ này mình sẽ không có gặp nhiều đâu ha, cái danh từ con bò này mình sẽ không có gặp nhiều, nhưng mà chủ yếu ví dụ như trong pháp cú hoặc là trong cha tá cá ha, bổn sanh truyện thì sẽ có một số cái có cái danh từ con bò này. Dụng cụ cách này ha, thì có vẻ là giống ha, ga giống với bình thường, ga quê na ha, ga quê na, rồi xứ xứ cách ha, ga qua, ga văn ha, ga wasma ha, ga qua, ga văn ha, ga wasma. Rồi tới số nhiều á, dụng cụ cách với sức cách số nhiều thì go phi. Tức là cái âm gốc của nó ở trong cái nguyên mẫu á, là âm o là go, nhưng mà trong biến cách á, thì có lúc nó giữ nguyên o, mà có lúc o nó sẽ chuyển thành âm a với v đó.
âm ô với âm u của Bali với Sanskrit đó, là đôi khi khi mà trong cái trong 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 những cái biến cách đó, khi mà từ cái nguyên mẫu mà ra biến cách đó, thì ô với u đó, nó sẽ có những trường hợp nó phát triển nó biến thành AV. À. Còn e e với lại y á, âm âm e á, tức là Pali đọc là e với lại y á, là nó sẽ biến thành a với lại y dài ha, mình nhớ cái đặc trưng đó thì nó sẽ đỡ cho mình hơn. Lúc nó giữ nguyên ô mà lúc nó sẽ biến thành AV ha, rồi nó thêm đuôi làm sao đó vô. Vị trí chắc là ga quê ha, ga văn hy, ga Wat Minh ha. Cái a này như là phải a dài ở đây nè, a dài đây, để cái này mình coi lại sau. Ga quê, ga văn hy, ga Wat Minh đó. Thì nói chung nó bất quy tắc, nhưng mà chủ yếu là cũng chỉ có cái chủ cách nè ha, chủ cách với lại trực bổ cách đó, là tương đối, chủ cách trực bổ cách tương đối sử dụng nhiều. Cái thứ nữa là cái sở hữu cách đó, là tương đối dùng nhiều, thì chủ yếu mọi người nhớ những cái đó là đủ đủ để mình đọc nhanh. À, còn cần thì mình tra một chút, tại vì ra nó xuất hiện cũng không có nhiều. Rồi hiện tại phân từ dạng mana ha, dạng có cái đuôi gốc là mana. Thì lúc trước mình học á, cái hiện tại phân từ á, cái gốc của nó sẽ có cái đuôi là an, rồi sau đó mình mới thêm tiếp cái đuôi vô, cho cái đuôi sau cùng vô, để nó thành cái hiện tại phân từ cụ thể khi mà nó kết hợp với những cái từ khác ở trong câu. Thì ngoài cái dạng là an này á, đuôi an này á, nó còn một dạng nữa là mana ha, có dạng nữa là mana. Thì mọi người cứ nhớ là thực chất cái mana này nó là một cái dạng khác của an thôi, còn lại thì giống y chang, tức là thay vì nó lắp cái an này vô thì bây giờ nó lắp cái mana này vô. Trên ví dụ như động từ gạt cha ti thì gốc hiện tại của nó là gì? Gốc hiện tại nha, gạt gì? Gạt cha, đúng rồi, là gạt cha chứ. Thì nếu mà thành lập phân từ theo dạng là an này đó, thì cái gốc lúc đó, cái gốc của hiện tại phân từ là gì? Gạt chan ha, gạt chan. Thì như vậy nếu mà dùng cái mana thì nó thành gạt cha mana vậy thôi, nó lắp cái mana thôi. Bây giờ bỏ ti đi nè, thì ra gốc hiện tại là gạt cha đúng không, thì bây giờ lắp cái mana vô thôi thì thành gạt cha mana ha. Từ gạt cha mana đó mới 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 biến cách tiếp, chia biến cách tiếp theo 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 chủ cách, theo trực bổ cách, rồi nam tính, trung tính, nữ tính các kiểu ha. Upajati ha thì là gốc hiện tại là upacha, rồi thì mới lắp cái mana vô thành upacha mana đó. Thì nó giống y hệt cái kia thôi, cái kia sẽ là upachan, upachan. Ở trên thì là sẽ là gạch chanh, thì lắp cái mana này vô thôi. Đó. Còn chỉ riêng với những cái động từ mà gốc hiện tại nó từng cùng e đó, thì trước khi nó lắp cái mana vô thì e nó biến thành a da. Đó, đó là cái này Khánh mới nói đó. À. Tức là âm e, ê, ê với lại y á, là có những trường hợp, trong những cái trường hợp mà nó biến đổi từ này từ nọ, nó lắp cái vô á, thì thường sẽ có những, có những trường hợp nó vẫn như nguyên ha, nhưng mà có những trường hợp nó sẽ biến thành a da như thế này nè đó. Còn o với lại u á, là sẽ biến thành ava ha, awa đó. Thì bây giờ e nó biến thành a da thì sẽ đầu tiên sẽ thành desa da, desa da, tức là gốc hiện tại. Bây giờ dct là động từ ha, thì gốc hiện tại là dc được không, dc. Rồi cái âm e cuối nó mới biến thành a da thì nó thành đê sa da, rồi nó mới lắp cái mana vô thành đê sa da mana đó. À, nó hơi vòng vèo một tí nhưng mà mình học từ từ mình quen, tức là nó chỉ có hai cái biến đổi âm quan trọng thôi. Thứ nhất o với u sẽ có những trường hợp biến thành awa, à, tức là a v a đó, awa. Còn e với i thì sẽ biến thành a da. Hay à. Tuy nhiên đi vô cụ thể ở trường hợp nào biến, trường hợp nào không biến, rồi nguyên tắc biến hay sao thì trong cái tài liệu, trong cái ngữ pháp đó, nó sẽ nói sâu hết cho mình. Nhưng mà
cái để mình thực dụng, mình nhớ mình dễ đọc là nhớ hai cái đó, tức là e với y sẽ trường hợp nó biến thành aya. Cho nên khi mà mình đọc mình thấy aya này á thì có thể mình nghi nó à, chắc cái gốc đầu tiên nó là chữ e đó, nó chắc nó là gốc của dct hay là gì, ví dụ vậy mình sẽ dễ mình nhận ra hơn. Rồi thì nói một chút sâu xa về cái hiện tại phân từ mana này á mọi người. Đó, cái hiện tại mana này nó mình gọi nó là cái hiện tại phân từ trung vị. À, trung vị. Tiếng Anh gọi là middle đó. Middle. Thì tạm dịch ra tiếng Việt mình gọi là trung vị. Trung vị tức là sao? Tức là vậy nè mọi người, trong Pali của mình á, về động từ á, mà nói về cái thể, thể chủ động hay bị động á, thì nó chỉ có hai thể thôi. Một là chủ động, là bữa giờ mình học. Hai là bị động. Bị động mình chưa học nhưng mà từ từ mình sẽ học tới. Thì bị động là passive, thì giống y như tiếng Anh là passive thôi, vậy thôi. Mà nó sẽ khác cái cách thành lập nha. Nó sẽ khác cái cách thành lập chút. Cái passive trong tiếng Anh á, thì nó đòi phải có động từ to be, còn trong Pali nó không có. Nhưng mà mình sẽ học sâu. Nhưng mà nôm na cũng chỉ có hai cái là chủ động, active và bị động. Thì chủ động, bị động mọi người nắm hết rồi đúng không? Tức là chủ động là làm chủ cái hành động, nó mô tả cái câu làm chủ hành động nó, ví dụ như tôi ăn cái bánh. Còn bị động thì nó nói ngược lại là cái subject đó, tức là cái chủ từ đó, là bị tác động đến, là cái bánh bị tôi ăn hay cái bánh được tôi ăn. Đó, vậy thôi. Thì cái gốc ở bên Sanskrit á, Sanskrit hoặc là cái tiếng trước đó, là tiếng Vệ Đà đó, Vedic á, thì ngoài chủ động với bị động á, nó lại có thêm một cái là middle, tức là active voice, passive voice, middle voice. Thì cái middle đó mình tạm dịch ra là trung vị. Thì cái middle là sao? Tức là nó ở giữa, nó ở giữa hai cái dạng đó. Ví dụ tôi làm gì đó ha, mà tôi làm cái đó cho chính tôi, thì bên ngữ pháp Sanskrit nó sẽ xếp cái đó vô là trung vị. Thì nó sẽ có một loại động từ riêng đảm nhiệm với trung vị, tức là nó ná giữa, tức là vừa tôi vừa làm, tôi vừa chủ động, mà đồng thời tôi hưởng cái quả hành động đó luôn. Là tôi làm gì đó cho tôi, ví dụ nó tôi mua cái bánh cho tôi đó, thì nó là trung vị. Còn cái kia thì nó rõ ràng là tôi làm gì đó mà tôi tác động đến vật khác. Hoặc cái kia là cái vật gì đó, nó cái bánh bị ăn bởi tôi, thì nó bị tác động bởi người khác, cái người khác ăn cái bánh đó, là đây là tôi ăn cái bánh, hai cái khác nhau, cái bánh của tôi là khác nhau. Còn trong trung vị á thì là cái người làm với cái người hưởng á, nó như nhau luôn. Nó cơ bản nó là vậy. Thì ví dụ như cái khi nó diễn tạc bằng cái động từ trung vị á, mà thay vì nói tôi đảnh lễ Đức Phật mà nó dùng ở middle voice á, thì nó hàm ý sâu xa là tôi đảnh lễ Đức Phật để tôi được cái lợi ích cho tôi. Nó có sắc thái đó. Nhưng mà qua đến Bali á thì hầu như nó bỏ cái đó. Bali không còn cái trung vị đó nữa. Tức là về mặt ý nghĩa nó không còn cái đó nữa. Bây giờ chỉ đơn giản có bị động, chủ động với bị động thôi. Nếu muốn diễn tả cái ý trung vị á thì đơn giản là dùng cái cấu trúc chủ động vậy thôi. Tức là cứ nói bình thường thôi, giống như trong tiếng Anh mình nói I buy a laptop for myself. Đó là cấu trúc chủ động bình thường, tôi đã mua cái laptop cho bản thân tôi vậy thôi. Thì bên Bali nó cũng sẽ diễn đạt vậy, nó không cần cái trung vị. Nhưng mà về cái hình thức ngôn ngữ, tức là về cái đuôi á, thì nó vẫn còn thừa hưởng lại, nó còn sót lại, nó còn vướng lại từ cái thời của cái giai đoạn ngôn ngữ phát triển trước. Thì cái mana đó là một trong những cái nó bị vướng lại vậy. Tức là nó chỉ còn vướng cái hình thức thôi, là còn cái đuôi mana. Tức là cái đuôi mana này xưa bên Sanskrit là biểu đạt cái ý trung vị đó. Thì bây giờ bên Bali nó không còn cái nghĩa trung vị, nhưng mà nó vẫn còn cái đuôi này. Nhưng mà về mặt ý nghĩa đó thì nó sẽ hiểu theo nghĩa chủ động của cái đuôi an. Tức là cái đuôi an là cái đuôi chủ động, về mặt ý nghĩa là chủ động. Cái đuôi mana này về lý thuyết, về nguyên tắc là biểu đạt ý trung vị, nhưng mà qua Bali nó hết rồi, nên nó mất cái ý trung vị, nên thành ra về ý nghĩa nó giống y như là cái đuôi an đằng kia. À, cho nên tức là gạt cha mana hay gạt chan như nhau, về ý nghĩa như nhau, chỉ khác hình thức cái đuôi thôi.
Nên nó sẽ có những dạng mình thấy có chỗ trong kinh mình sẽ thấy cái hiện tại phân từ là gạt chan ta ha. Và chỗ khác thì sẽ thấy là gạt cha mana thì nó bình thường này, về ý nghĩa như nhau hết, không khác nữa. À, nếu mà học Sanskrit thì có khác, có khi coi chừng phải phải coi kỹ chỗ đó. À, nhưng mà bên Pali là nó giống. Rồi. Bị động hay phản thân ha. Đó, cái middle thì có nơi họ dịch là phản thân. Tức là phản ánh lên chính mình á, cái hành động nó phản ánh lên chính mình, cái kết quả nó phản ánh lên chính mình. Nên dịch là phản thân. Rồi có một số cái bất quy tắc ha, tức là ở cái dạng mana này á thì có những cái từ á, có những cái động từ nó bỏ cái âm m ở đầu thì nó chỉ còn lại ana thôi. Là một dạng coi như bất quy tắc rút gọn của nó. Nên ví dụ như đáng lẽ là anupadiyati ha, là động từ thì gốc hiện tại là anupadiya. Thì nếu mà theo cái nãy mình ráp mana vô nó phải là anu, đúng rồi, anupadiya mana ha, thì nó bất nguyên tắc, nó bỏ, nó mất cái em đi, nó còn lại thành anupadiyano thôi, anupadiyana thôi. Tức là anupadiyamana đúng không? Thì nó mất em, thì nó còn lại ana. Ana thì cái âm a đầu của ana đó đó, nó sẽ được hợp âm với cái âm âm a cuối của cái anupadiya luôn. À, nó hợp âm lại à, nó thành một âm a là trường âm, là âm a trường, là âm a dài ha, thì nó mới ra là anupadiyano đó. À, hoặc là như cái từ mà mình hay dịch là tỉnh giác đó, nó là từ này, tỉnh giác nó có hai từ là sampajano, thì thực chất là một dạng rút gọn của cái này, đầy đủ nhất là sammapajano. À, thì cũng là cái dạng bất quy tắc của cái này. À, thì cái gốc là sammapajanati, tức là tỉnh giác. À, thì cái gốc hiện tại là sammapajana ha. À, thì ráp vô là sammapajanamana ha, để bất quy tắc mất âm em đi rồi nó hợp âm lại thành là sammapajana na thôi. À, thì thật à không, tại vì cái đuôi này nó giống với cái nó n, nó giống với lại cái đuôi của cái hiện tại luôn, nên nó ráp như coi như nó bỏ mất luôn, nó giản lược đi luôn. À, thì là sam ma pa yana. À, sam ma pa yana, cái từ mà tỉnh giác mình hay dùng đó. Tức là nghĩa gốc là cái người đó đang đang tỉnh giác. À, cái người tỉnh giác, cái người đang tỉnh giác. Rồi. À, nhắc lại ha, thì tất cả các hiện tại phân từ của mình á, về cái bản chất nó là một cái loại tính từ. À, hiện tại phân từ nó là một loại tính từ. Nhưng mà trong Pali nó cái nguyên tắc là tính từ có thể có lúc được dùng như danh từ. À, cho nên rút lại là hiện tại phân từ có khi nó sẽ được dùng như tính từ, có khi nó sẽ được dùng như danh từ. À, thì nếu mà dùng như danh từ sammapajanano, sammapajano ha, mà dùng như danh từ có nghĩa là người người tỉnh giác. À, người tỉnh giác. Còn nếu nó dùng như tính từ á thì nó phải bổ nghĩa cho một cái danh từ khác. Thì nếu muốn diễn đạt cái ý là người tỉnh giác, muốn diễn đạt cái ý là người tỉnh giác mà dùng samma Pajano như tính từ thì bắt buộc mình phải phải thêm một danh từ, đúng rồi, thì phải thêm danh từ con người vô ha, thì danh từ con người là Puriso ha, là danh từ nam tính. À, có hai nghĩa là người người nói chung là người nam người nữ luôn, hoặc là người đàn ông ha, Puriso nó có hai nghĩa đó. À, thì thêm cái người vô rồi mới ghép cái Samma Pajano vô thì thành Samma Pajano Puriso ha, là người tỉnh giác. Không, người rõ không, rõ hai 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 cái cách dùng, một cái nó dùng như danh từ, một cái nó dùng như tính từ. Đó. Trong thực tế nó đều có hai cách dùng này hết. Mặc dù bản thân cái Samma Pajano này nó đã có thể dùng như danh từ, nghĩa là từ người tỉnh giác rồi. Đó. Nhưng mà có lúc nó vẫn có trường hợp này. Rồi về cầu khiến cách ha. Cái cầu khiến cách
Bữa trước mọi người còn nhớ cái đặc trưng cái đuôi nó là âm gì không? Đúng rồi, là hai hai âm y dài đúng không? Hai âm y dài nè. Thì ngoài ra nó còn một cái đuôi này nữa, một số cái đuôi này nữa cũng rất là phổ biến, mọi người nhớ luôn ha, rất là phổ biến ha. Đặc trưng của nó là âm ê, đặc biệt là cái đuôi ê này là dùng cả ngôi thứ nhất suýt, ngôi thứ hai suýt, ngôi thứ ba suýt luôn. Lát nữa mình sẽ gặp trong bài, mình sẽ thấy cái nó có những cái hệ quả nhất định về mặt ý nghĩa ha. Rồi cái ngôi thứ thứ ba số ít đó, nó lại có thêm cái ê tha này. Thì cái ê tha này á nó lại giống với lại ngôi thứ hai số nhiều là ê tha luôn, nó lại giống với ngôi thứ hai số nhiều là ê tha luôn. À, còn trên đây thì tương đối rồi ha, ê ma là nó giống giống, nó có cái âm ma này, nó giống giống với là cái đuôi của hiện tại chủ động đó. À, hoặc là ở đây là ê răng đó, thì cái đuôi này nó cũng là một là dạng như cái lúc nãy, cái mana của mình lúc nãy đó, là cái đuôi là trung vị hoặc là phản thân, là nó cũng sót từ bên 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 cái giai đoạn trước, bên cái giai đoạn ngôn ngữ trước của Pali là giai đoạn Sanskrit, nó sót qua cái hình thức này. À, mà ý nghĩa thì nó cũng mất đi rồi, nên thành ra những cái đuôi này bây giờ mình cũng hiểu nó bình thường, giống như cái đuôi bữa trước mình học vậy, cái đuôi mà y giá nè. Chứ vậy mà ý nghĩa không còn gì khác nữa. Rồi vào đoạn kinh ha. Dạ con mời sư đọc. Na pha chê pa pa kê mít tê na pha chê bu vi sa tha mê pha chê tha mít tê căn gia nê pha chê tha bu vi sút ta mê. Cái này dạy chưa? Nghe à? Rồi. Kính thưa sư, thưa thầy, đoạn kinh Pháp Cú này được dịch là, theo con được dịch là, không không nên kết liên hệ với bạn xấu, Rồi, không nên liên hệ bằng xấu, bạn ác. bạn ác. Rồi. Thì cái khoan chưa đủ, không nên liên hệ với gì, không nên liên liên hệ hệ với với bạn, những, với những bạn xấu. đúng rồi, với những bạn ác. Thì cái papamitte đó là trực bổ cách phải không thầy? Đúng, chữ của cách số nhiều Số nhiều. rồi Còn đó, papake là tính từ bổ nghĩa đúng cho cái rồi, mitte. đúng rồi, Nhà. rồi Còn cái pache là động từ cầu khiến cách. rồi Ngôi thứ ngồi gì hai, ngôi thứ hai số ít. tại sao dựa vào đâu? Ngồi xưa giờ ngồi xưa giờ giờ cơ đúng cái đó đúng, nhưng mà giờ con hỏi cô dựa vào đâu, cô dựa đâu để cô khẳng định nó ngoài xưa cái ngôi thứ nhì, ba ngôi này đều giống nhau. là đó. Vậy bây giờ hỏi là nếu chọn ngôi hay thì cơ sở đâu để loại những cái kia đi? Các ông các amit Đúng rồi, lúc nãy Khánh mới nói là đó, nó gây những cái hậu quả về mặt ý nghĩa là ở đây đó. Đó. Tại vì mình phân tích, mình làm việc nghiêm túc, mình không nói chơi chơi được, không, không mình phải có cơ sở của Các ông do mình. cái chủ từ là Bây giờ bỏ. làm sao loại nè, bây giờ hỏi cô là bây giờ loại từ là bây giờ ngôi thứ nhất. Nếu ngôi thứ nhất thì nó là làm sao? Ngôi thứ nhất thì là phải Giả sử là ngôi thứ nhất thì câu này đọc lên dịch nghĩa làm sao? ông hãy Không, ngôi nhất mà. ngôi thứ nhất là tôi hả? Tôi thì Sao? ông dùng vô đây được ba chê. À, tại sao không dùng vô đây được? Đó, lý do tại sao không dùng vô đây? Bây giờ nói ta không nên kết bạn với những người ác cũng được vậy. Có gì đâu không được, đúng không?
ta không kết bạn với người bạn ấy cũng được vậy? Vậy lý do gì cũng được. Sao con? Không, kết những bạn. Bất kê là số nhiều không nói, số không nhiều nói. Ta không nói. Nên kết giao với những người bạn ác cũng được vậy. Dạ. Vậy do gì mình loại lý do đơn giản lắm. Lý do là tại vì cái này là cái lời của Đức Phật dạy. Trên Đức Phật không nói ở đây, không nói về chính Đức Phật được. Cho hiểu không? Đây là cái trong kinh Pháp Cú mà. Đây là cái câu kệ của Đức Phật. Cho nên Đức Phật không nói cho Đức Phật. Đức Phật không nói cho Đức Phật. Khi mà khuyên ở đây Đức Phật sẽ không khuyên Đức Phật được nữa. Tại vì cái chỉ có khuyên Đức Phật là khi nào? Giai đoạn nào? Giai đoạn mà Ngài chưa thành đạo á. Còn đây là Ngài đã là vị Phật rồi. Thì Ngài sẽ không có tự khuyên mình như vậy. Ha? Tại vì đây là nó là gần như là cái sự tự nhiên của Ngài. Một vị Phật đương nhiên họ không kết giao với những người bạn xấu. Mà nó là cái đương nhiên. Ha? Giờ gì chỉ còn lại. Còn hai trường hợp thôi. Hai trường hợp thôi. Yeah, trường hợp nào? Một là ngôi hai. Hai là ngôi ba. Lý do. Bây giờ làm tiếp cái câu ở dưới đi ha. Ở dưới rồi sẽ đó. Quay ngược lại. À, dạ. Rồi sẽ quay ngược lại để. Tại ở dưới có chữ ba chê tha đó là cũng là ngôi thứ ba đó. Thứ ba, ba chê đó cũng là ngôi thứ ba số ít luôn. Tha. Rồi. Ngôi ba số ít rồi dạ. Ngôi gì nữa? Nó còn một cái nữa. Ngôi thứ hai thì nhưng mà ngôi thứ hai thì ở nhiều. Dưới là chê tha là không được. Ngôi thứ hai số nhiều đúng không? Dạ. À, rồi vậy thì sao? Vậy thì nếu ngôi hai số nhiều nó có nghĩa không? Có nghĩa không? Các ông được. Được đúng không? Đó. Bây giờ anh mình đọc ra lớp phớt mình tưởng đâu nó là hiển nhiên mình vô mình coi mình thấy vấn đề. Cũng hợp lý vậy là đang giảng cho các vị tỳ kheo kêu là các ông cũng được vậy. Đúng không? Nhưng mà lúc đó nó lại mắc cái gì? Nếu mà kết hợp hai câu này là nó mắc cái gì? À, nó lại không, nó sẽ không khớp với cái đuôi ê ở trên. Tại vì nếu ở trên mà đang nói để ví dụ như ở trên mà đang nói ngôi hai nói một ông, ở dưới lại nói ngôi hai là các ông thì là vô lý. Yeah. Đó. Mà trên đang nói ngôi ba. Ở dưới mà ngôi hai số nhiều thì cũng vô lý. Yeah. À, vậy tóm lại nó phải là ngôi thứ ba số ít. Đó. Số ít. Đúng, ngồi thứ ba sẽ... Đó. Thì như vậy đây nó hàm ý một cái lời khuyên chung, một cái lời khuyên phổ biến. Tức là mình lúc đó mình sẽ dịch sao? Mình dịch là người ta hoặc là mình dịch là chúng sinh. Ha? Hoặc là dịch theo cái nghĩa trong tiếng Việt là người ta đó, dịch chung là người ta không nên kết giao với bạn ác. À, các với bạn các ác. Bạn ác. Đó. Người ta không nên kết giao với các bạn ác. Đúng rồi. Không nên kết giao với người thấp kém. Đúng rồi, không nên giao với những người thấp kém. Với những người thấp kém. Rồi. Hãy kết giao với người ta, người nên kết giao rồi, với nên. Bạn lành. Đúng rồi. Bạn tốt. Đúng. Với những người bạn lành. Với những người bạn lành. Đúng rồi. Nên kết giao với những người cao thượng. Đúng rồi, với những người cao thượng. À. Nên kết giao với những người cao thượng. Đúng rồi. À. Cái cầu khuyến cách nó hàm ý cái lời khuyên, hoặc là hàm ý cái mệnh lệnh, nhưng mà cái mệnh lệnh nhẹ, lịch sự. Yeah. Nên mình dịch cái chữ nên là nó vừa. Yeah. Rồi mình dịch hãy á, là nó thiên về cái mệnh lệnh cách hơn. Mệnh lệnh cách, dạ. Yeah. Thiên về mệnh lệnh cách. Đó, mọi người có đắc mắc gì cái đoạn này không? Tức là đoạn này về cấu trúc thì nó đơn giản lắm, nhưng mà nó sẽ khó cho mình ở cái chỗ là cái thể cầu khuyến cách đây á, mình phải xác định nó là cái nào, mình phải loại nó từ từ ra, vì cái đuôi nó giống nhau. Sở dĩ nó dùng như vậy mọi người, ở trên nó dùng là phá chế, ha, phá chê, ở dưới là phá chê thá, ha, nó dùng vậy là để nó đáp ứng cái luật thơ,
nó đáp ứng cái luật thơ của Bali, nó đáp ứng cái âm. Tại vì phá chê thì có hai âm thôi, rồi phá chê thá thì ba âm à. Nên bắt buộc nó phải như vậy, mình mới thấy nó kỳ kỳ như vậy. Chứ còn nếu văn xuôi nó sẽ không cần cầu kỳ như vậy. Dạ, không mời sự đọc tiếp. Sắp bề ta sàn tí đàn đá xá, sắp bề và dàn tí mắc chú nồ ta năng upa măng cát tòa na ha này giá na gà ta về sắp bề ta sàn tí đàn đá xá sắp bề sằng chỉ huy tầng bí dằng. Cách tòa na ha này giá na gà ta về rồi. Mọi người giải ra chưa? Rồi câu này dễ mà, mấy câu này ngắn mà. Bài hôm nay là nhẹ nhàng chứ có gì đâu. Dạ, đoạn kinh 3.2. Rồi. Tất cả chúng sinh rồi, sợ đúng. Hãi gậy gộc. Đúng, tất cả chúng sinh sợ gậy sợ gộc. Sợ hãi gậy gộc, dạ. Rồi. Tất cả chúng sinh sợ hãi cái chết. Đúng rồi, tất cả chúng sinh sợ hãi cái chết. Tương tự bản thân sau khi làm không giết không bảo giết, không giết không bảo giết. Cái chỗ ca toa này có ghi chú ở trong cái bản ngữ pháp đó cô. Đồng từ bất biến rồi, nhưng mà cái cách dùng của nó đó, có ghi trong cái ô ngữ pháp đó không? Nên phải, mọi người phải nhớ coi cái ô ngữ pháp nữa nha. Phải con đó chứ, chỗ này sao cô không hiểu hả? Con chú thích nhiều cô không hiểu. Có hai chục bộ cách có xem cái này rồi nhưng mà không có hiểu lắm. Không có hiểu lắm. Rồi không, cái cấu trúc của nó là vậy. Tức là ở đây là sao? Lấy mình làm sự so sánh. Lấy mình làm sự so sánh, tức là thực chất là sao? Là so sánh với bản thân mình á. Giống như bản thân. Giống như bản thân, cái này dịch tương tự bản thân. Không, phải là lấy mình làm sự so sánh. Lấy mình làm sự là sát cái cấu trúc câu Pali, còn mình hiểu nghĩa là so sánh với bản thân mình đó. Sau khi lấy mình làm sự làm, đúng rồi, làm sự làm so sánh. So sánh sau khi lấy mình làm sự so sánh. Đúng rồi. Hoặc là làm sự so sánh với bản thân mình. Lấy x làm y, hoặc là lấy y làm x. Đúng rồi, lấy mình làm so sánh, hoặc là lấy cái sự so sánh với bản thân mình, lấy sự so sánh ở bản thân mình. Rồi. So sánh của bản thân mình. Rồi. Không giết, không bảo giết. Đúng rồi. Không nên giết, không nên ai giết. Dạ, chúng sanh không nên bảo giết. Chúng sanh là số ít số nhiều? Số nhiều chứ. Số nhiều. Số nhiều không? Sao là số nhiều? Đó, là trở lại cái bài toán hồi nãy đó. Phải. Thì, không, chúng sanh được. Kiến khách đây này. Cầu kiến khách đúng không? Cầu kiến khách thì thật sự đó là... Ngồi đi qua, đúng không? Qua sớt. Nó còn một trường hợp gì nữa?
Nếu mà mình dựa vô cái đuôi thì nói còn trường hợp gì nữa. Cái đuôi Aya này ngoài số 3 sức nó còn là ngôi gì nữa? Ngôi thứ 3 số ít mà ngôi 2 số ít nữa. Ngôi 2 số ít cũng có đuôi Aya. Ngôi 2 số ít cũng giống. Tức là đuôi E này vừa có 2 số ít, vừa có 3 số ít, rồi đuôi Aya này cũng vừa 2 số ít vừa 3 số ít. Nhưng mà nếu 2 số ít thì mọi người thấy như sao? Đúng không? Không hợp đúng không? Lý do sao không hợp? Không hợp với gì? Không, đâu sao đâu, cái câu trên tức là tất cả chúng sanh đều sợ gậy gộc, tức là một cái nguyên tắc chung, một cái quy luật chung. Tức là tất cả chúng sanh đều sợ gậy gộc, có nghĩa là mình cũng sợ gậy gộc, người ta cũng sợ gậy gộc, các chúng sinh khác đều sợ gậy gộc, thì cái ở dưới nó mới có nghĩa như vậy. Tức là sau khi so sánh với bản thân mình, sau khi lấy mình làm sự sánh, cái ý nghĩa nó là như vậy. Tức là mình cũng sợ gậy gộc, chính mình cũng sợ gậy gộc. À đó, nó là vậy. Thì cái vấn đề quay trở lại đây thì như vậy, thì cái này nó là ngôi 3 số hay là ngôi 2 số? Ngôi 3 số nhiều chứ không? Không phải. Tức là cái chuyện mà ta sanh tí này là một cái chuyện không liên quan đến chuyện này. Đây là cái chuyện nêu cái quy luật chung. Tức là bây giờ ví dụ con nói cô là tất cả mọi người đều thích ăn pizza đi, là đó là ngôi 3 số nhiều. Mà nói tôi không thích ăn pizza là ngôi 1, có vấn đề gì đâu? Đâu có lý do gì mà phải hai cái dưới mới liên quan. Tất cả mọi người đều thích ăn pizza nhưng tôi không thích thì liên quan gì đâu? Có hiểu cái trên là đang nêu một cái quy luật chung, là Đức Phật nêu một cái quy luật chung. Vậy lý do đâu mình loại được nó là ngôi 2 số? Đơn giản lắm. Nếu mà nó ngôi 2 số có nghĩa là sao? Đó một nhóm người nhỏ thôi. Không, ngôi 2 số mà. Thì tôi đúng một người thứ hai nào đó. Đúng rồi. Tức là đúng, nếu ngôi 2 số có nghĩa là Đức Phật đang giảng riêng cái này cho vị nào đó. Đức Phật phải đang giảng riêng cái câu này cho vị nào đó, nhưng mà trong cái bối cảnh nó pháp cú này thì nó không có. Nó không có, nên cái trường hợp là ngôi 3 số ít nó sẽ thuyết phục hơn ha. Thì như vậy dịch lại đầy đủ với cô. Là Tất cả chúng sinh sợ hãi, đều sợ hãi gậy gộc. Đúng rồi, tất cả chúng sinh sợ hãi gậy gộc. Rồi, tất cả chúng sinh đều sợ hãi cái chết. Đúng rồi, tất cả chúng sinh đều. Sau khi lấy mình làm so sánh. Đúng rồi, sau khi lấy mình làm sự so sánh. Sau khi lấy mình làm sự so sánh. Không giết. Sau khi đấy mình tầm sự so sánh từ không nên giết, không nên bạo giết. Rồi, ý nghĩa ok, làm sao diễn đạt được cái ngôi 3 số đó? Nãy mới nói đó, sao? Người ta không nên giết, người ta không nên bạo giết. Đúng rồi, người ta không nên giết, người ta không nên xúi dục giết. Ở trong thơ đôi khi nói vắn tắt, thực chất có nhiều cái câu pháp cú á, mình đọc lớt phớt ra mình thấy nó hiển nhiên, mà thực ra ở trong đó nó còn một cái nấc ý nghĩa nữa, mình mới đi tới cái chỗ đó được. Ví dụ như câu này đi, là tất cả chúng sinh đều sợ gậy gộc này nọ, là sau khi mà so sánh với bản thân á, thực ra giữa cái chuyện ở trên là tất cả chúng sinh đều sợ gậy gộc, tất cả chúng sinh đều sợ cái chết, rồi nó tới cái bước ở dưới là sau khi làm sự so sánh với bản thân á thì không giết, không bảo giết. Thực ra ở khúc giữa là nó bị thiếu, mọi người thấy không? Nó lỏng lẻo lắm, nó chưa có rõ. Mà nó rõ là mình phải hiểu là tất cả chúng sinh, là trong đó có tôi, có nghĩa là người ta cũng sợ gậy gộc, tôi cũng sợ gậy gộc. Thì sau khi mà tôi làm cái sự so sánh với người ta,
tôi cũng sợ, người ta cũng sợ, thì người ta không nên giết, không nên bảo giết. Chứ còn mình đọc qua không, tất cả chúng sinh đều sợ gai gọc, cái tới xuống dưới liền sau khi so sánh sự bản thân, nó sẽ mình họ nó chưa có chặt chẽ, chỗ hai chỗ đó nó không nó có chặt chẽ, mà nó hàm cái ý ở trong đây nè, là ở đây tất cả là tất cả tính luôn mình á, tính luôn mình á, là chờ người ta sợ, các chúng sinh khác sợ, tôi cũng sợ, tính luôn mình. Còn như cái nãy ví dụ tiếng Việt của Khánh ví dụ á, có nghĩa là tất cả mọi người đều thích pizza nhưng tôi không thích. Không phải lúc đó tất cả là nó chừa tôi ra không, đúng không? Đúng không? Tức là trong cái bối cảnh đó thì cũng dùng tất cả, mà tất cả là tất cả người khác chừa tôi ra. Không? Tất cả mọi người đều thích pizza nhưng tôi không thích. Đó. Thì vậy chứng tỏ là cái sập bê tất cả này là tất cả là có tôi trong đó, thì nó mới ra được cái ý nghĩa như thế này. Chứ cái này mà tất cả mà loại tôi trong đó ra là nó sẽ không có thuyết phục. À. Cái này là nó cái hàm ý của cái lời khuyên, hiểu không? Chứ không có phải là nó liên quan tới cái người ngồi nghe. Ví dụ thầy ngồi, ví dụ như thầy ở đây, thầy nói với tất cả mọi người đây là mọi người đây là nhiều, đúng không, là số nhiều, nhưng mà thầy vẫn có thể nói là người ta nên thực hành Phật pháp, ví dụ vậy. Tức là thầy nói cho nhiều người, nhưng mà trong cái câu nói của thầy á, cái người ở trong câu nói của thầy là người số ít là chuyện bình thường. Hoặc là thầy nói với tất cả mọi người đây là mọi người đây là số nhiều, đúng không, nhưng mà thầy nói cái anh kia kìa siêng năng siêu trụ lắm, thì anh kia là số ít. Thì hai cái nó không có liên quan nhau, em hiểu không? Hai cái nó không có liên quan tới nhau. Một khi mà mình dùng ngôi ba, mình đã dùng ngôi ba thì hai cái nó không liên quan nhau. Chừng nào mà dùng ngôi hai á, tại vì ngôi hai là chỉ cái người đối diện, thì lúc đó nó mới liên quan tới cái người ngồi nghe, em hiểu không? Tức là nếu Đức Phật đây nói là ngươi đừng nên giết, đừng nên bảo giết, thì lúc đó có nghĩa là cái người nghe là một người. Hoặc là lúc đó Đức Phật nói là các ngươi đừng nên giết, các ngươi đừng nên bảo giết, thì có phải là người nghe đó là nhiều người không? Nhưng mà bây giờ mình nói ngôi ba thì đâu biết lúc đó là một người nghe hay nhiều người nghe. Còn cái chuyện mình suy ra là nhiều người nghe là mình suy từ bối cảnh của cái pháp cú, là trong cái tích truyện pháp cú này vân vân, thì mình biết là lúc mà Đức Phật nói câu này thì không phải là nói riêng cho một vị nào hết, đó là cái chuyện từ cái bối cảnh suy ra. Em hiểu không? Từ cái bối cảnh suy ra. Còn nếu như trong cái câu này thôi, đưa cho mình hai câu không cho mình biết bối cảnh gì hết á, thì bắt buộc mình phải suy ra hai trường hợp đó. Tức là một nó là phải là ngôi hai số ít, hoặc là nó là ngôi ba số ít, mình sẽ không biết nó là cái nào. Nếu không có bối cảnh vô, mình không biết nó là cái nào. Được không, em hiểu không? Còn khi mà ngôi hai á thì mới là liên quan tới người nghe, tại vì ngôi hai là nó chỉ cái người đối diện, là bạn, là anh, là cái người đối diện với mình. Còn một khi nó dùng ngôi ba là một cái người nào đó khác thì không đâu có biết được cái người đối diện là một người hay nhiều người. Hoặc là tự nói với mình cũng được vậy, hiểu không? Tự nói với mình không có ai nghe, tự nói với mình về một người nào đó khác. Đúng rồi, tức là cái người ta đây, ngôi ba suất người ta đây là một cái người ta tiêu biểu, hiểu không? Một cái con người tiêu biểu, ý muốn nói là vậy, tức là một cái con người tiêu biểu thì đừng có nên giết, đừng nên bảo giết. Tức là nêu một cái lời khuyên chung cho tất cả mọi người, chứ nó không phải chính xác là một người nào đó, không phải chính xác là chỉ có một người đó không nên giết, không nên bảo giết, còn lại mấy người kia tha hồ giết, không phải. Ha? Đó. Rồi cái động từ Tasati á, với Phayati á, thì nó lấy cái túc từ trực tiếp là ở gì? Ở cách gì? Nè, trên bảng này với lại trong. Đúng rồi, bây giờ. Tức là sao? Tức là sẽ có những cái trường hợp, những cái động từ nó lấy túc từ ở trực tiếp, ở sở hữu cách, chứ nó không lấy ở trực bổ cách. Trên đó là lý do tại sao mà hồi đầu mình học á, Khánh nói mọi người những cái cách đó, cái cách dùng như là cái cơ bản. Trực bổ cách đó, thì cái chức năng cơ bản nó làm túc từ trực tiếp. Sở hữu cách thì chức năng cơ bản nó là chỉ sự sở hữu, mà đó là cái cơ bản thôi. Còn như đây nó là sở hữu cách, nhưng mà nó lại làm túc từ trực tiếp cho cái Tasati, cái Phayati. À. Rồi dịch tiếp hai cái câu dưới.
không hiểu cái đó phải hỏi mấy người thầy Đức Phật, mấy người Ấn Độ thầy Đức Phật. Tất cả chúng sanh đều sợ hãi gậy gộc. Đúng rồi, đều sợ hãi. Sau khi lấy chưa còn cái à, tất cả chúng sanh đều sợ hãi cái chết. Không. Đó. Chưa. Đều tất cả sinh mạng đều đáng quý. Không phải tất cả sinh mạng. À tất cả không. Tất cả. Từ từ. Cái sa bê sanh là cách gì? Phải coi kỹ sa bê sanh này nè. Không phải chứ. Sa bê sanh. Lấy cái sập ba ra, cái bản của sập ba, bản sập ba ở bài trước hả? Ở ngữ pháp bài trước hả? Có ai có đem không? Có ai có đem lấy ra dò nhanh cho cô Hảo. Nên đem đầy đủ nha, tại vì sẽ có những cái mình học từ cái bài trước á, mọi người mang đầy đủ. Mọi người lồng vô cái khung của sư cho đó, cái khung hồ sơ này của mình nè, mọi người mỗi lần đem điên lần thôi. À đó, số gì? Số gì? Số ít, số nhiều. Không. Số ít, số nhiều anh tính. Số nhiều đó. Ha. Là số nhiều đó. Sở cách số nhiều của cô. Tức là sinh mạng của chúng sanh. Của gì? Quý. Của chưa? Của. Nó là số nhiều rồi, đúng không? Ừ. Có nào số nhiều. Tất cả sinh mạng của tất cả chúng sanh. Sinh mạng của tất cả chúng sanh. Rồi, sinh quý. Mạng của tất cả chúng sanh thì sao? Thì đều quý. Đó, đều đáng quý. À. Sau khi lấy so sánh, người ta không nên giết, không nên bảo giết. Đúng rồi, không nên giết, không nên bảo giết. Bây giờ cái nãy cô mới dịch đó là sinh mạng của tất cả chúng sanh là đáng quý đúng không? Thì mình lúc đó mình treat, tức là mình xem cái sập hay xăng là sở hữu cách, nhưng mà nó còn trường hợp gì nữa, còn trường hợp gì nữa anh tính? Đúng, dán bộ cách. Nếu dán bộ cách thì mình dịch làm sao? Còn nhớ cái dán bộ cách đây không? Nhớ cái chức năng của dán, một chức năng của dán bộ cách là gì không? Không phải do vị, do vị là dụng cụ cách với là đúng, nhưng mà nó còn gì nữa? Không. Nó hả? Không em, sao bằng cách đấy? Anh đang nói cái sa bê sanh này nè. Cái sa bê sanh nè. Sa bê sanh nó có hai trường hợp, là một là sở hữu cách, thì sở hữu cách là cô Hảo cô giả ra rồi. Thì đó mình dịch là sinh mạng của tất cả chúng sanh là đáng quý. Bây giờ anh hỏi là dán bộ cách, nếu nó là dán bộ cách thì câu này mình dịch sao? Thứ nhất, nếu nó là dán bộ cách thì nó phải là dán bộ cách gì thì nó mới lắp vừa vô cái câu này được. Dán bộ cách thụ hưởng, nhớ không? Deity of interest đó. Thì lúc đó nó là cái gì? Nó sẽ dịch sao? Cái bài mà đối với người có tà kiến á, thì sao cô? Sao cô nghĩa? Gần đúng rồi. Sự sống đối với gì? Đúng rồi, sự sống đối với tất cả chúng sanh. Thì? Đó, thì đáng quý. À. Tức là đối với tất cả chúng sanh, sự sống thì đáng quý. À. Nó ra đời xem đúng không? Cái kết quả cuối cùng nghĩa vẫn ra đời xem, không gì thay đổi hết. Nhưng mà trong cái cách biểu đạt là nó sẽ khác. Nếu mà với cái cách sở hữu cách và cách dán bộ cách, tự nhiên nó sẽ ra hai cách biểu đạt khác. Cách nãy ở trên sở hữu cách thì là mạng sống của tất cả chúng sanh là đáng quý. Mạng sống của chúng sanh là đáng quý. Thì nó một cái chung chung như thôi. Nhưng mà cái dưới là nó đang nhấn mạnh về cái gì? Cái cảm nhận của tất cả chúng sanh, cái quan điểm của tất cả chúng sanh là đối với tất cả chúng sanh mạng sống là đáng quý. Thấy không? Cái cách biểu đạt nó sẽ khác.
Khánh chưa coi kỹ chú giải chỗ này mà thật ra tại vì thấy không quan trọng vì kết quả nghĩa cuối cùng ra nó cũng không thay đổi đúng không? Nó đâu có gì đâu thay đổi. Nên Khánh chưa coi giải, Khánh không biết trong chú giải có xác định rõ là cái này là sở hữu cách dán bộ cánh không? Khánh không biết. Chưa biết. Có khi chú giải có nói mà có khi cũng không. À. Mà về đầu tiên về ngôn ngữ mình phân tích ra nó là vậy. Mà ra cái nghĩa cuối cùng không có gì thay đổi. À. Đó rồi sau khi lấy bản thân làm sự so sánh, ha, người ta không nên giết, không nên xúi dục giết. Rồi. Rồi mình nghỉ giữa giờ mọi người. Khánh có giới thiệu với mọi người về cái trang vali chuyên đề rồi mọi người nhớ không? Nhớ không? Bây giờ mọi người vào trang đó đi, mọi người join vô cái trang đó đi. Nha, Khánh sẽ add mọi người vô đó. Thì khi mà có cái câu hỏi gì đó, mọi người cứ đăng ở trên đó, thay vì mọi người, tất nhiên không có cấm mọi người thích tiện thì mọi người gọi điện thoại cho Khánh cũng được. Ha. Nhưng mà ví dụ như nếu mà chat với Khánh mà hỏi á, thì nên hỏi lên Bali chuyên đề luôn, tại vì đó là cái trang học thuật, cái nơi để trao đổi với Bali để mình hỏi trên đó cho nhiều người cùng biết cùng ấy luôn, nó có cái tác dụng đó. Thì trang đó của sư chánh thân, sư mở ra. Thì ra bây giờ Khánh chia sẻ Bali mọi người là cũng từ sư chánh thân. Đó là cái nguyện vọng của sư chánh thân, cái đề nghị của sư chánh thân lúc đó là sư nói Khánh đi mở những cái lớp Bali về nhập môn như thế này nè để dạy. Bởi vì mọi người biết sư chánh thân rồi đúng không? Sư là sư người mà dịch những cái dịch tiếp cái công trình những cái công trình kinh điển ở bên Nam Tông của mình á. Trong đó có cái tạng luật dịch hết ra là của sư dịch. À. Thì cái ý của sư vẫn là sư muốn gây dựng lại cái phong trào học Bali ở Việt Nam mình. Nhưng mà do cái điều kiện của sư thì sư ở nước ngoài. Sư ở Sri Lanka hoặc là sư qua Mỹ, thành ra ở trong nước á, sư không có làm được nhiều. Mà cái nhiệm vụ chủ yếu của sư đã làm nhiều năm nay, sư dành hết tâm huyết nó là sư dịch kinh. Thành thử ra sư cũng không còn cái sức mà mình cũng không đòi hỏi sư thêm được, nên là sư coi như là cộng tác coi như là thầy trò cộng tác nhau là kiểu vậy, là đó là cái ý của sư. Nên bây giờ mình học xong đó, mình lên trang đó mình post, mình trao đổi trong đó nha, để cho nhiều người cùng biết, cùng mở rộng ra. Rồi bất cứ mình có bất cứ một cái phát hiện nào ha, về Bali, về kinh điển, về nghĩa, mình phát hiện ra, mình thắc mắc, mình đăng cho nó, là mình phát hiện ra, mình hãy viết những cái đoạn ngắn ngắn, không cần cái gì chuyên sâu này nọ, nhưng mà miễn là cái đoạn mình viết ra, mình có dựa cho những cái mình học, mình phân tích. À, có thiếu sót con này nọ cũng được, không sao hết, mà quan trọng mình post lên đó để có những cái chủ đề, có những cái để mà trao đổi bàn luận với nhau, ha, để có cái hiệu ứng với nhiều người khác nữa. Nha. Chứ còn bình thường thỉnh thoảng thì cũng chỉ có sư, rồi xong rồi tới Khánh bó lên đó, chứ cũng không ai trên đó, thì trên đó nghe chủ yếu là nhiều. Như cái nguyện vọng của sư là từ những cái lớp này của mình, những cái lớp Bali này á, sẽ có những người mà yêu thích Bali, ha, sẽ đi nghiên cứu về sau này hơn nữa, đam mê với Bali, sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa, thì lúc đó cái nền học thuật về Phật học về Bali của Việt Nam mình đó, nó mới lên được. Đó là cái nói cái chuyện dài lâu chứ không có đặt mục tiêu gì cho mọi người, không có đặt áp lực gì hết, nó hoàn toàn tùy duyên cho mình. Nhưng mà sư cũng rất mong cái chuyện đó là có thêm những cái nhân tố mới. Thì nếu mọi người tưởng tượng về lâu dài, nếu mà mình tốt, mình có một cái đội ngũ những cái người đam mê thích Bali, tức là không chỉ có Khánh mà còn có nhiều người khác nữa, thì mình sẽ có rất nhiều cái để mình làm. Nó thể ra một cái tập sang gì đó chẳng hạn, hàng tháng, 3 tháng gì đó, hoặc là làm hỗ trợ sư làm tiếp những công trình khác. Nhưng mà tất nhiên đó là cái chuyện nó còn xa, nó còn lâu dài lắm, nhưng mà trước tiên là dạy đi đó. Nha, mình vào trang Bali chuyên đề ha, mọi người join cho đó, anh sẽ add mọi người đó, rồi bất cứ câu hỏi gì, thắc mắc gì, vấn đề gì, hoặc là mình có tài liệu mới mình hãy chia sẻ anh đó, hoặc là bất kỳ cái phát hiện gì của mình hãy đăng trên đó. Rồi, giờ con mời sư đọc tiếp cái đoạn. Ba hùng Pi chê Sa hi tăng Phà sa ma nô Na tắc ca rô
hồ tí, naru, ba mắt tô, gô bồ quá, gà vù, gà na dần, ba rê sần, na phà gà hòa, sa man nhá xá, hồ tí, áp bầm bí, chê sa hi tăng, phà sa ma nô, thầm mát xá, hồ tí, anu thầm mát chà bì. Ra gành chá, đồ sành chá, pa hà giá, mồ hằng, sầm mắp bắp chà nô, su vi mút ta chít tô, anu pa di ya nô, y tha hòa, hu răng hòa, sa pha ga hòa, sa man nhá xá, hồ tí. Mọi người giải hết đoạn này chưa? Đợi cô giải đi, cô thích dạ, thì cô giải thầy, đi. Kính thưa thầy, kính thưa sư, kính thưa thầy, bài pháp cú này theo con dịch đó là nếu rồi, nếu mà người nói nếu mà người nói ít nhiều pháp, nếu mà là người nói nhiều pháp rồi sao nữa? Thì không nên nói đó là người dễ vui. Không, đâu. Từ từ. Tại sao không nên nói là người dễ vui? Thì nếu bây giờ cái Pasamano nó là gì nè? Về từ loại nó là gì? Pasamano. Cái đó là phân từ. Đúng, hiện tại phân từ rồi. Rồi, vậy giờ làm sao? Vậy mình ráp lại thôi, theo cái nãy mình học thôi. Một nó là người nói danh từ. Nó là danh từ. Hai là tính từ. Cái này là danh từ. Rồi. Danh từ, rồi, danh từ. Vậy thì có nghĩa là sao? Vậy thì ba hung bi che xe tăng samana pha xá mano là sao? Nếu sao? Người nói sao? Nhiều kinh điển rồi. Hôm là nhiều kinh điển kinh rồi điển. sao nữa? Thì không thì là chỉ là một cái nôm na thôi, một cái nôm na tiếng Việt mình dịch thôi, chứ đừng có sát vô cái thì là cô giải không ra. Cái ý nghĩa của nó là cái động từ to be thì là, tức là nêu một cái trạng thái nào đó. Là người sao em? Không là người dễ vui. Không là người dễ vui. Không là người dễ vui. Rồi, hiểu rồi. Hiểu cái bối rối. Người bây giờ ở đây á, thì phải áp dụng cái nguyên lý lần trước Khánh nói với mọi người á, là những cái từ mà gần nhau á, nó mới bổ nghĩa cho nhau. Ở đây phải áp dụng cái nguyên tắc đó. Vậy thì sao? Thì không phải là người. Không thì, bây giờ Khánh nói là cái Pasamano đây là người. Người làm việc đó. Nói nhiều kinh điển đúng không? Nguyên cái cụm đó có nghĩa là người nói nhiều kinh điển. Thì cái Pasamano này nó là cách gì? Là danh từ đó. Rồi từ. Cách gì? Rồi, chủ cách số nhiều. Số ít. Rồi, xong. Bây giờ Khánh do cô biết nè, pha xá mano này nè, là nó ráp với cái động từ hô ti dưới đây nè. Đó. Vậy thì tiếp theo là sao? Thì cái người đó phải là người... Không phải thì cái... Nè, vậy nè. Cô coi như đây là hai cái câu dính liền nhau mà viết trên hai dòng vậy thôi.
Xin lỗi là một câu dính liền nhau, viết trên hai dòng vậy thôi. Thì cái chế này nè cô, cô phải nói cái chế vô chứ. Chứ nếu mà không cái nếu người nói nhiều kinh điển thì người đó là gì đó, thì nó đâu có trơn, nó đâu có vô được. Hiểu không? Tức là đây là cô phải coi đây là một câu dài mà chẳng qua nó viết trên hai dòng, chứ không phải cứ một dòng là một câu. Không phải một dòng một câu nha mọi người. Đâu, thơ Bali kệ Bali không phải một dòng là một câu nha. Có khi một dòng là một câu thật, nhưng mà cũng có khi không. Có khi ba dòng mới ghép lại thành được một câu là chuyện bình thường. Rồi, khoan cái micro nó sao? Lên chưa? Rồi. Không, đâu có không nên. Không, cái thì là bỏ đi. Bây giờ người rồi bây giờ rõ hơn nè, Khánh vô cô biết rõ hơn luôn nè. Nguyên cái mệnh đề nếu, nguyên cái vế nếu á, là nó kéo dài cả hai dòng này luôn. Chứ tại vì cái nếu ở trên đây nè cô, cái này nó đâu có động từ gì đâu. Cô hiểu không? Cái mệnh đề nếu mình đã gọi là mệnh đề là nó phải có cái động từ trong đó, nó mới thành một cái mệnh đề. Thì cái dòng trên này nè, bá hung bí chê xá hí tăng á, phai sa mano, thì nó đâu có động từ đâu, nó chưa có động từ mà, thì cái mệnh đề nếu á, nó đâu có kết thúc tại đó được. Có hiểu không? Nó đâu có động từ đâu mà nó kết thúc ở đó. Mà cái động từ đâu? Cái động từ gần đó là ở đâu? À, là nó phải kéo xuống tới dòng 2. Thì nó mới hết cái mệnh đề nếu. Còn cái kết quả nó chưa có đây đâu. Rồi, gần đúng rồi đó. Chỉnh lại từ mò gần ra rồi đó. Nếu người nói nhiều kinh điển mà không phải là người hành cái pháp đó mà lại là người dễ vui. Đúng không? Takaro là người hành cái đó là cái đó là cái ba hung cái ba hung sáng với tăng á. Nha. Yeah. Nếu người nói nhiều kinh điển Mà không phải hành cái mình nói. Hành đó. Cái đó dịch xét nghĩa gốc là hành đó. Cái đó. Nhưng mà mình mình nôm na đây là hành cái mà mình nói á. Takaro là nó ghép từ hai chữ là chữ tắc là cái đại từ chỉ định nhân xưng của mình á. T-A-G-ờ tắc là cái đó. Tắc với tăng. À, cái mình học là mình học cái chữ tăng là nhiều, mình học cái từ tăng là nhiều. Nó có dạng khác là tắc, là nó cái dạng đó nó thừa hưởng từ cái giai đoạn ngôn ngữ phát triển trước là tắc. Thì khi tắc á, nó ghép với chữ kara là làm, nó ghép vô thì nó bị hợp âm ở chính giữa thì nó thành hai âm ca này, thành là tắc kara là người làm cái đó là cái gì phải coi bối cảnh. Thì đây Takaro là người làm theo cái lợi hành đó. Đúng rồi. Vô thì khúc cuối là cũng mò ra rồi đó. Tức là nếu người nói nhiều kinh điển mà lại là người dễ vui, không phải là người hành cái đó, hành cái điều mình nói. Không phải là người hành kinh điển đi. Đó, cho nó rõ nhất. Tắc là chỉ kinh điển đó. Đúng không? Thì cái mệnh đề nếu nó phải kéo tới hai dòng đó nó mới đủ yếu được. Nó mới đủ ý được cô. Chứ còn nếu người nói nhiều kinh điển thì người dễ vui thì nó đâu ra được. Mà cái chỗ mà cái dòng trên nó không có động từ, nó chưa thành, nó hoàn thành cái mệnh đề nếu được. Hai nhớ những cái khái niệm cơ bản mệnh đề nó là một cái câu, nó là một cái câu con. Giống như công ty con, công ty mẹ nó là một câu con. Nó là cái câu, một câu là phải có động từ.
một câu nó thiếu gì thiếu, nhưng mà nó phải có động từ nó mới gọi là câu được. Còn nếu nó không có động từ thì nó chỉ là những cụm từ thôi ha, gọi là phrase. Còn cái clause nó phải là một cái câu, phải có động từ ở trong đó. Cái động từ đó có thể giãn lược, có thể bị giãn lược đi, nhưng mà thực chất mình phân tích ra là vẫn có. Chứ còn không hoàn toàn có gì hết thì nó chỉ là những cái phrase thôi, cụm từ thôi. Rồi, vậy cái câu dưới câu sáng ra hơn chưa? Câu dưới giải được chưa? Như thì giống như người, đúng rồi, chăn bò, đúng rồi, giống như người chăn bò, đếm bò của người khác. Dự phần, rồi sao nữa? Dự phần gì? Sao? Cứ ghi trong cái bài từ phần đó thì dịch ra. Phải là người dự, đúng rồi, dự vào trạng thái sa môn. Thì sa môn hạnh thì cũng được. Một cái cách đó nó dịch theo Hán Việt nó cũng tương đối nó lâu rồi. Mình có thể dịch thuần Việt được thì mình dịch thuần Việt. Không phải là người dự phần vào trạng thái sa môn, là tư cách sa môn. Trạng thái sa môn đây phải hiểu là cái trạng thái lý tưởng của một bậc sa môn, trạng thái mà người ta expect, người ta kỳ vọng á. Tức là phải là một vị sa môn gương mẫu á. Chứ không phải cứ làm sa môn làm sao cũng được, thì cái người đó vẫn có trạng thái sa môn, nhưng mà không phải là cái trạng thái lý tưởng. Cái ý nó trạng thái sa môn đây là cái trạng thái mà lý tưởng á, gương mẫu đó, đúng nghĩa đó, làm đúng cái phần sự của cái người sa môn á. Rồi, Samanyasa. Cách hả thầy? Thầy dán bộ cách, theo cái này là dán bộ cách. Nếu dán bộ cách thì nó, cô giải thích nó làm sao, chức năng nó làm sao? Phải là người, đúng không? Có chức năng nào có lý. Tức là mình phải coi mình bằng cái kiến thức ngôn ngữ của mình á, mình giải thích nó, mình xem là nó có hợp lý hay không, nó thuyết phục hay không. Chứ nó không phải là nhất y như vậy, là thuộc lòng ra rồi mình cứ nhớ nó vậy, không phải. Tất nhiên khi cái người ta đặt bút, người ta viết á, mà viết ví dụ cái vị nào viết ra câu này á, thì nó có thể trong đầu họ đã định hình sẵn cái này là cách gì rồi, là sở hữu cách hay là dán bộ cách, ví dụ vậy. Nhưng mà tới lượt mình ở góc nhìn của mình khi mình đọc vô á, thì mình đâu có biết vị đó là ai, mình đâu có nói chuyện vị đó đâu, mà mình biết là sở hữu cách thì bắt buộc mình phải dùng cái kiến thức của mình á, để mình coi nó là những khả năng nào hợp lý để ra một cái nghĩa hợp lý. Nếu mà nhiều khả năng thì mình mới tính cái chuyện là mình loại trừ đi để ra cách hợp lý nhất. Còn nếu như nó ngang nhau luôn á, thì bắt buộc mình phải công nhận thôi, chứ sao. Mình phải công nhận nó có hai trường hợp. Nếu mình chưa thấy cái gì khác để mình loại trừ được, thì bắt buộc mình phải công nhận hai trường hợp. Chứ mình đâu có biết vị đó là ai, mình đâu có tiếp xúc vị đó là ai đâu, mà mình biết chính xác nó là cách gì. Rồi, cái đoạn này mọi người có thắc mắc gì không? Cái đoạn này phân tích ra về cú pháp đó, nó cũng không rắc rối lắm, đúng không? Mà do cái cách biểu đạt của nó, do cái cách diễn đạt của nó. Nên mình thấy nó hơi lạ một chút. Tức là nếu người mà nói nhiều kinh điển á, không phải là người hành kinh điển mà lại là người dễ vui đó. Nếu dịch theo tiếng Việt mình cho trơn là vậy đó, mà theo sát được gần sát cái cấu trúc Pali nhất thì người ấy ha, cái người ấy là cái đại từ xô ở đây đó, nó giản lược đi đó, thì mình hiểu là có, tức là người ấy giống như người chăn bò ha, đếm bò cho người khác đó, đếm bò cho những người khác nè. Người ấy không phải là người dự phần vào trạng thái sa môn nè, rõ ha. Rồi tiếp cái dưới luôn đi cô, chị Trang đúng không?
ít kinh điển. Ít kinh điển. Đúng rồi, nói ít kinh điển. Ta nữa. Là đối với pháp là người hành thực hành theo pháp. Đúng rồi, là người hành theo pháp là pháp. Đủ rồi. Người hành đúng theo pháp là được. À. Người hành đúng theo pháp. Là người hành đúng theo pháp. Đúng rồi. Cái kia cô nói cũng cũng không sai nhưng mà không không cần thiết như vậy. Người hành đúng theo pháp là được. Yeah. Rồi. Sau khi từ bỏ. Đúng rồi, từ bỏ gì? Tham, sân, si. Đúng rồi. Là người tỉnh giác. Đó là người tỉnh giác. Rồi, đúng là rồi. Là người có tâm giải thoát. Đúng rồi. Là người không dính mắc vào kiếp này hoặc kiếp sau. Rồi. Người ấy là người dự phần vào trạng thái sa môn. Đúng rồi, người ấy là người dự phần vào trạng thái sa môn. Thì như vậy ở đây cái mọi người so sánh là mọi người thấy cái mệnh đề ở cái đoạn trên á, thì cái mệnh đề nếu á, nó kéo dài mấy dòng? Hai dòng. Hai dòng. Rồi ở đây nó kéo dài mấy dòng? Ở đây bốn, ấy bốn dòng. Đúng, bốn dòng đúng không? Chỉ có cái dòng cuối mới là cái mệnh đề kết quả thôi, đúng không? Đó. Rồi, tức là có câu thì nó kéo dài hai dòng, có câu nó kéo dài tới bốn dòng. Rồi, mà có câu thì nó nằm hẳn trong một dòng trên, nó gói gọn trong một dòng trên thôi. Cho nên mình không 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 có thể mặc định cái đó được, là một dòng, một câu mình mặc định đó mình sẽ không đọc được. À, tức là nếu người nói ít kinh điển nhưng là người mình có thể thêm chữ nhưng vô cũng được, tại vì nó đang đối lập với cái đoạn trên, nhưng là người hành đúng theo pháp hành đúng theo pháp, bản thân cái anuthammachari này á nó đã có nghĩa là hành đúng theo pháp rồi, vậy giờ tại sao nó thêm cái thammasá này vô? Lý do là sao nó thêm vô? Đơn giản lắm. Thêm vô làm gì? Đố biết. Nãy cũng có nói thêm vô làm chi cô? Thì người nào mà thực hành theo đúng theo cái pháp đó, pháp ấy. Thì cái anuthammachari này, anuthammachari đó là nó đã có nghĩa là người hành đúng theo pháp rồi, là hiểu theo là cái pháp của mình đó, là cái Phật pháp của mình ấy. Thì giờ thêm cái thammasá này vô làm chi? Dễ lắm. Cho nó đáp ứng cái luật thơ. Cho nó đáp ứng cái luật thơ. Chứ không, nó không thành câu thơ. Nó thiếu âm thì sao thành. Hiểu không? Nó cũng không sai. Chẳng có gì sai. Thêm thầm hay sai vô đời. Nhưng mà thật ra nó đang thừa ý đúng không? Nó không cần. Rồi nó cho vô đơn giản lên. Nó phải thiếu từ. Thiếu âm thì mới cho vô. Đó, thơ nó sẽ có những cái đặc trưng đó. Cho nên tới đó thực chất mình chỉ cần dịch cái anuthammachari nó đủ đó, là người hành đúng theo pháp. Rồi sau khi từ bỏ tham, sân, si là người tỉnh giác, người có tâm giải thoát, người không dính mắc ở kiếp này, kiếp sau, thì người đó là người dự phần vào trạng thái sa môn. Đó. Được không? Câu này cũng rất là phổ biến đúng không? Thưa thầy cho hỏi. Rồi, hỏi đi cô. Cái chữ Anupadiyano là hiện tại phân từ phải đúng không rồi. Thầy ha? Thì Mappayano và Suwit. Không, đâu có luật lệ gì ràng buộc nó đâu cô. Đâu có nghĩa lý đâu. Sammapajano là hiện tại phân từ là đúng rồi. Dạ. Yeah. Cái chữ này nó có chữ chitto phải không thầy? Chitto cho nên nó không. Không, thứ nhất là nó không có cái gì ràng buộc ở chuyện là ba cái này đều phải là hiện tại phân từ hết cô. Không có cái gì ràng buộc hết á. Nó không có gì ràng buộc hết cô, nó chỉ miễn nó lắp lại nó đúng theo câu cái luật của ngữ pháp, cái luật của văn phạm mà được, chứ không, nó không bắt buộc gì là ba cái phải là hiện tại phân từ hết. Ta chitto
đó là chủ search hả thầy ha? Đúng chứ cô nghĩ nó làm sao? Cô nghĩ nó là gì? Mấy cô thấy nó gì lạ? Là từ mà không. Ủa khoan, cái cách với cái hiện tại phân từ nó đâu liên quan với nhau đâu cô. Cái cách là cái cách, cái hiện tại phân từ nó không có cách vậy. Chứ cô nghĩ anu body yano này là gì, là cách gì? Không, tại thì thấy cái ý nghĩa của nó là người tỉnh giác, là người có tâm giải thoát, là rồi. Không là người dính mắc vào rồi. Cái đời này vì sao thì ba cái đó là nó đồng vô cái đời này với thì nó đồng vô đời này với đời sau thì sao, thì liên quan gì tới cái hiện tại phân tử cô? Thì nó cùng một cái chức năng của nó là hiện tại phân tử hết chứ sao à. Hiện cô nhớ không, cái con tại nên con mới nói là Bali nó chỉ có ba cái tự loại cơ bản thôi đó. Bữa đó có cô không ta, Bali á hay là tiếng Anh nó chỉ có ba tự loại cơ bản thôi, là danh từ, tính từ và động từ. Bất kỳ một cái từ nào cô gặp trong Bali cô đều có thể quy về nó một trong ba loại đó, nó không chạy đâu ra khỏi đó. Cho nên ba cái từ này ở đây nó là gì? Ba tính từ mà được dùng như danh từ. Hiện tại phân từ là một loại tính từ, cô nhớ không? Cô nhớ cái đó không nói không? Cả quá khứ phân từ là một loại tính từ vậy thôi, bản chất nó là một tính từ. Nếu cô hiểu là tính từ, cô không thắc mắc vậy thì cả ba từ này nó đều là tính từ. Nhưng mà nó là những loại tính từ khác nhau ở trong cái đại gia đình chung của nó là tính từ. Cô hiểu, nhưng mà nó vẫn là tính từ. Rồi bởi vì Bali nó có một cái nguyên tắc là tính từ có thể dùng như danh từ giống như trong tiếng Anh. The rick, the boar. Danh cái cô nói là đúng, tức là ba cái cùng chức năng là đúng. Nhưng mà cái chức năng ở đây mình hiểu nó là ba loại tính từ. Chứ không phải là hiểu như cô nó là phải là ba loại hiện tại phân từ, không có. Bali nó chỉ có ba từ loại đó thôi, là danh từ, động từ, tính từ. Hãy nó là tính từ là chắc chắn nó phải theo những cái ràng buộc của cái quy luật của tính từ. Nhưng mà nó là những cái loại tính từ gì á thì nó ngoài ra thêm, nó sẽ có những cái đặc trưng thêm. Ví dụ hiện tại phân từ thì nó có quyền nó lấy túc từ. Nhưng mà một cái tính từ thường nó đâu có thể lấy túc từ được. Có hiểu, ngoài cái chức năng bổ nghĩa danh từ này nọ thì nó có quyền nó lấy túc từ là cái riêng của nó, cái đặc trưng riêng, cái bản sắc riêng của nó, của hiện tại phân từ hoặc là của quá khứ phân từ. Còn cái tính từ bình thường nó không thể lấy túc từ được. Thế nhưng mà về bản chất vẫn là tính từ thôi. Thì lý luận như cô là cô phải nhìn trên cái giác độ là cái từ loại cơ bản của Bali á, thì cái điểm lý luận đó của cô nó mới đúng, nó mới hợp lý. Tại vì cô đang nói là nói trên cái giác độ mà cơ bản nhất của Bali, của ngôn ngữ. Chứ còn ngoài ra đi vô thêm thì nó không nhất thiết nó phải là hiện tại phân từ, nó có thể là một loại tính từ khác. Được không? Mà miễn nó là tính từ là nó đều ngang hàng nhau, đều lắp vô cái chỗ này được hết. Cái sa su vi mút tá chích tô này nè là từ ghép, là nó ghép từ gì? Nó ghép từ su nè, là tiền tố su nè, với quý mút ta nè, quý ta được giải thoát. Còn cái chữ này là chích ta là tâm, à tâm giải thoát mà có thêm su nữa là tốt nữa, là coi như mình hiểu nôm na là hoàn toàn giải thoát. À, tức là ý là một vị A-la-hán đó, là tâm là hoàn toàn giải thoát. À, thì cái nghĩa đen đó là tâm, nhưng mà một khi nó dùng như tính từ á thì nó có nghĩa là gì? Sao cô? Không hiểu rồi, nhưng mà nói là tâm hoàn toàn giải thoát, nhưng mà nếu dùng theo tính từ thì nó là sao? Là người có cái tâm hoàn toàn giải thoát á. Bây giờ rồi thôi, chắc mình dừng ở đây đi thì xong. Mời quý vị chắp tay hồi hướng.
Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa tu sa tu sa tu.